Trúc Trương và Thông Trần đây quý vị. Hôm nay chúng tôi trở lại đi review một căn nhà của một người bạn đồng nghiệp trong văn phòng nha quý vị. Một cái listing khá là hấp dẫn quý vị nha. Một lô đất mà hai căn nhà lận. Căn này với giá bán là 1.370.000 nha quý vị. Được hai căn nhà, diện tích nhà ở khoảng gần 2.400 square feet, cái lot size khoảng coi như là gần 8.000 square feet lần quý vị. Chia ra cái căn nhà chính là có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Cái căn ADU ở bên hông đó quý vị, lại được 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, xây năm 2023, là mới đây thôi, mới hoàn tất đây thôi quý vị nha. Mà ngay cái căn nhà này đó, thật sự cái căn nhà chính họ đã upgrade hoàn toàn, và cái căn nhà mới là ADU đúng không nè. Như Trúc Trương đứng ở phía trước đây á, là cái đằng trước của căn nhà, thì nó nằm ngay cái khu corner lot đó quý vị. Giống như nói đại khái nôm na tiếng Việt ra là được hai mặt tiền là quý vị. Hai mặt tiền đường đó là cái khu đất này, thấy không? Gần 8.000 đất mà phía trước cũng rộng rãi ha. Đây là cái phía trai quê của bên hông căn nhà chính nè ha. Hông căn nhà chính đây đậu được 4-5 chiếc xe nữa quý vị, thấy rộng rãi dễ sợ không? Đó, nguyên cái đây nè, cái sân khoảnh sân đây, còn ở đây cái trai quê đó. Thì cái căn nhà này nó được nằm trên cái con đường coi như là đường số 9 như là góc Chapman đó quý vị, của thành phố Golden Road nha quý vị. Thì ngay cái khu này mà mình chạy xuống khu Lý Đô Sài Gòn chỉ có 10 phút 15 phút đường trong lái xe thôi ha. Thì bây giờ á, Trúc Trương sẽ cho quý vị thấy ở đây là phía trước của căn nhà rồi, là căn nhà chính á. Thì bây giờ đi vòng hết cái phía sân trước, quý vị thấy không, đi vòng cái phía corner, cái bãi cỏ corner đây, thì quý vị sẽ thấy cái mặt bên đây á, nãy mình đứng cái mặt bên kia đúng không, giờ cái mặt bên đây là cái garage, nó detach ra, nó không có liền vô trong nhà nhưng mà nó rời ra, cũng là cái khuôn viên đất của cái căn nhà này đó không. Ngay đây cái garage, hai chỗ đậu xe, rồi thậm chí có thêm trai quê ở đây, hai chỗ có thể đậu thêm 4 chiếc ở đây nữa. Thì cái hướng bên đây đó, một tí nữa mình sẽ đi là cái căn ADU đó quý vị. Mình quay bao quát trước cái phía trước của căn nhà để cho quý vị biết cái vị trí của căn ADU và cái căn nhà chính nó nằm ở đâu. Thấy không, ở phía đây là cái ADU nè quý vị nha. Đó, đây, họ đã làm hoàn toàn mới rồi. Thì bây giờ cùng Trúc Trương và Thông Trần đi vào trong cái phía căn nhà chính trước đi. Tại Trúc Trương muốn cái gì cũng cái chính là cái quan trọng, thì mình cho nó đi phía trước ha. Bây giờ mình trở lại đi ngang qua cái bãi cỏ hồi nãy Trúc Trương và Thông Trần vừa mới đi qua đó quý vị nha. Đây, đây là toàn bộ của cái diện tích của phía trước của hai căn nhà nè. Quá rộng luôn, đúng không nè. Cái sân, cái landscape thì họ cũng làm đơn giản thôi, nhưng mà rất gọn gàng, organized, sạch sẽ, nhìn cũng đẹp mắt lắm ha. Xung quanh tường là cây kiểng đó, cây viền bông hoa cho nó đẹp. Thì đây chỉ bước vài bậc thang, 2, 1, 2, 3 cái là lên cái phía trên cửa trước của căn nhà. Đây họ đã thay cái cửa mới rồi đúng không? Đây cái màu trắng đây, đó. Đây bước vô trong căn nhà. Bây giờ Trúc Trương vừa bước vô bên trong của cái cửa trước hồi nãy, Trúc Trương mới vô đây đúng không? Đó, mở cửa bước vô nè.
Thì ngay cái nơi đây nè, chú Trương thấy có cái tủ đồ ngay đây luôn sau cái cửa trước ha. Đây tủ giày rồi để áo khoác đồ đó quý vị nha. Ha. Thì bây giờ cái sàn đầu tiên mình bước vô thế nào mình cũng phải nhìn cái bước chân của mình đúng không? Thì giúp Dương thấy là cái sàn của cái nhà này họ lót gạch đó quý vị, nhưng mà cái màu là giống như cái vân gỗ. Thì ngay đây là cái phòng khách. Ở quý vị thấy họ staging cho mình biết được là cái đại khái cái idea là mình sẽ trang trí cái nhà mình như thế nào, đồ furniture, những tranh ảnh như thế nào. Thì ngay đây cái phòng khách cũng khá rộng rãi. Ha, khá rộng rãi thấy không? Đơn giản như thế này. Đó. Họ sơn cái màu xanh nhạt nhạt thôi. Những cái molding, những cái viền màu trắng làm nổi bật căn nhà. Ngay cái phòng khách này nó connect với cái phòng ăn luôn. Ngay chỗ này là dining area, ngay chỗ này luôn. Cái chỗ này vừa vừa thôi, nhà có 3 phòng ngủ coi như 1200 square feet, 2 phòng tắm thành ra cho gia đình nhà nhỏ nhỏ 4-5 người ở là được rồi ha. Ở đây đúng không nè, đó là cái bàn ăn cho bốn ghế ha. Thì ngay cái phòng ăn này á, ngay cái phòng ăn này á, quý vị sẽ thấy phía bên trái của Trúc Trương á là cái cạnh cái vách này nè, đó cái phía hướng này nữa là cái cửa sổ rất là lớn, nhưng mà họ đã làm đây nè, đó không có làm cái màn gỗ đây nè, đó quý vị có thể đóng lại, mở ra như thế này cho nó sáng này không? Nhưng mà cái cửa sổ, cửa kính hai lớp đã thay rồi. Họ trang trí thêm cái sơ đồ mà bằng gỗ loại này nha. Quá trời cửa, thì ra nó sáng, cái không gian chỗ này nó sáng lắm ha. Đây, và ngay cái phòng ăn này, mình sẽ access vô cái khu vực nhà bếp, cái kitchen ngay đây. Đó, cái kitchen ngay đây ha. Hên quá cái sinh, tại người Á Châu mình hay có kiểu mà theo phong thủy á, cái sinh đừng đối diện với cái bếp, đúng rồi, cái sinh này đối diện với tủ lạnh thường vậy. Quá lý tưởng đúng không nè. Đó, tủ đồ họ thả thay hết, rồi họ sơn cái màu cái gỗ của cái cabinet này cái màu xanh xám xám vừa vừa thôi, medium thôi chứ cũng không đậm lắm, mà cũng không phải là xám lợt, mà nó ok, nhìn nó sạch sẽ. Ngay ở đây họ dùng cái khoác cao tột thớp, cái mặt đá khoác đây ha, tủ đồ, tủ lạnh ở nơi đây, bếp mới hoàn toàn đúng không, bếp mới hoàn toàn đây đó, máy hút nữa ha, cái hút để hút đồ mùi đồ đó. Đó, ngay chỗ này là cái không gian của cái bếp luôn nè. Đó, nếu như mà quý vị nào muốn mà ngồi ăn sáng ở đây, để thêm cái bàn nhỏ nhỏ ở đây cũng được, hay hoặc là mình muốn upgrade thêm tủ gì của cho cái kitchen nó rộng hơn thì càng tốt, là tùy quý vị thôi. Thì đây là cái diện tích của cái kitchen ha. Cái kitchen thì ngay cái kitchen đây thì Trúc Trương thấy có một cái lối access ra chỗ này. Không, ngay cái kitchen này Trúc Trương mới đứng đó, ngay chỗ này thì mình giới thiệu luôn là ra cái phòng này là cái phòng laundry nè. Laundry room ở ngoài đây. Không, có cái cửa này để access ra cái phía sân sau nhà đó, bên hông nhà đó, thấy không, có tủ rồi, cái kệ, mấy cái sale quá trời luôn đó, máy giặt máy sấy mình hút cấp ở đây nhá, giặt sấy ở đây, đúng không, một tí nữa mình ra sân sau ha, để cho quý vị thấy thôi. Đây là xong cái kitchen. Thì bây giờ mình đi ra cái hướng chính của căn nhà là ra lại phòng khách để mình đi qua cái hướng phòng ngủ nha quý vị ha. Đây, đi ngược lại đây nè. Đó, hồi nãy bên tay trái mình vô một cái là bên tay phải, chứ lúc cửa vô bên tay phải là phòng khách, phòng ăn rồi kitchen ha. Bây giờ cái hướng này nè, quý vị thấy không? Đó, từ cái phòng khách tới cái hướng này thì bắt đầu mình đi vô tất cả các phòng ngủ để mình xem như thế nào. Mà trước tiên Trúc Trương thấy có nhiều cửa ở đây nè. Cái này hồi xưa có thể nó là cái header hay cái water header gì đó, nhưng có thể người ta dời đi nơi khác cho nó đỡ ồn, có thể là cái header. Còn đây là những cái tủ nè, nhiều tủ lắm đây đó, cái tủ đồ hồ á nha. Rồi trước tiên bên đây tay phải Trúc Trương là một cái phòng đây. Bước vào thì phía bên trong của cái phòng này á thì Trúc Trương thấy hồi nãy thì ở phía ngoài nó họ lót gạch đúng không,
Thì bên trong đây nó lại là lót kiểu mà cái dạng vinyl mới bây giờ đó quý vị ha. Đó, vinyl mới á. Cái dạng vinyl màu xám xám. Đó, cho sạch sẽ. Mà những phòng này có cửa sổ rất là lớn, thì hướng ra phía hàng xóm, phía ra cái sân, cái chai quê hồi nãy chú Trương nói là 4-5 chiếc xe ở ngoài đó đó ha. Rồi đây, họ để cái giường size lớn nè quý vị. Nguyên một cái size queen á, mà vẫn còn rộng hai bên. Ở đây thì cái tủ đồ nè, đúng không? Đó, cái tủ đồ. Thậm chí ở trên đây còn có nữa mà chú Trương cao quá không nhướng lên được. Cái này có thêm tủ đồ nè, thấy không? Ở đây có reset light, rồi có ceiling fan hết rồi quý vị nha. Có ceiling fan. Nhà này có máy lạnh đồ hết luôn nè. Đó, thấy không? Cái phòng gọn gàng đó, rất là xinh luôn. Bây giờ cùng chú Trương đi qua cái phòng kế tiếp nha quý vị nha. Bây giờ chú Trương đi ngang qua ngay cái hallway thì thấy đầu kế cái phòng đó là cái một cái full bathroom ở đây. Đó, bathroom. Cái sàn thì họ lót gạch giống như ngoài bếp vậy đó. Còn tất cả những cái sink, cái toilet hay là cái phòng tắm đứng á, họ cũng mới làm lại upgrade hết hoàn toàn căn nhà luôn quý vị nha. Mà cái đặc biệt cái phòng tắm này á, ngoài cái hút để mùi đi ra, ngoài ra còn có cái cửa sổ khá lớn quý vị ha. Cái bên cái toilet có cái cửa sổ khá lớn đó. Mình ngợp ngạt quá mình có thể mở cái cửa sổ đó ra, rất là gọn gàng xinh xắn luôn, dọn vô là ở ngay luôn. Ở một cái căn này mình cho thuê cái căn ADU hay hoặc nhà mình đông người mà mình muốn ở nhà mới đi, mình qua cái căn ADU ở, mình cho thuê cái căn nhà chính này ha, tùy mình số lượng người trong nhà. Còn ở đây chắc có thể là cái water heater ha. Cái heater ở đây, vậy cái water heater chắc họ dời đi. Hồi nãy ở bên kia chú Trương nói đó, cái heater nó ở đây nè. Đó, cái heater họ để đây nha. Rồi, kế bên cái bathroom đó thì chú Trương thấy có thêm một cái phòng thứ hai, đúng không? Phòng ngủ thứ hai đây. Rất là xinh. Bây giờ họ xài những cái màn này để tiện lắm quý vị. Mà nhìn nó cũng sang nữa ha. Mình nè, đó, phòng này có hai cửa sổ, bây giờ mình kéo nè, ví dụ mình để như vậy á thì nó sẽ sáng, mà chặt bằng cái hai cái màu lại á thì nó tối lại ha. Đó, mở ra như vậy. Cũng có cái fan này, cái thương nhìn cái phòng này có cái ceiling fan, thấy thương quý vị, thấy cưng dễ sợ chút xíu. Giống như em bé thấy cưng quá trời ha. Có reset light hết rồi, đúng không? Cái phòng này cũng gọn gàng nè. Cái size này cũng là size full, size king vậy á, size queen vậy đó ha. Cái giường, đúng không? Hai bên cũng rộng rãi. Tủ đồ ở đây đó, đúng không? Tủ đồ này mình muốn thì mình làm cái màn kéo qua. Trên đây cũng có thêm những cái tủ ở đây nè. Đó, thấy không? Lý tưởng cho căn phòng này ha. Xinh, gọn gàng, xinh xắn. Đó, cái phòng thứ hai rồi. Nhà chính nhớ chú Trương nói là ba phòng, đúng không? Thì bây giờ phòng thứ hai, bây giờ cái phòng cuối cùng của căn nhà chính là phòng thứ ba đây. Đây, bước vô là cái phòng này là phòng cuối cùng, là cái phòng master chắc luôn ha. Nãy giờ hai cái phòng nhỏ kia mình không thấy restroom ở trong. Cái này là cái master nè, đó. Đó không, quý vị thấy cái cửa sổ lớn không? Nhìn ra bên hông nhà thì cái cửa sổ này giống như cái màn bên kia cũng vậy á ha. Mình kéo ra thế này nè, tại mình mở ra cho buổi sáng, cho không khí ánh sáng thiên nhiên vô trong cái phòng master, là cái người chủ thường ở cái phòng master, mang cái năng lượng tốt cho cái người thân chủ ở trong cái căn nhà này, người chủ nhà nha. Đó, cái này là cái giường lớn nè, nó mình để nguyên cái king size cũng được, hai cái nightstand còn rộng rinh ở đây nè, đúng không? Mình để thêm bàn học, bàn trang điểm, bàn làm việc gì đó như thế này, đúng không? Và ngay chỗ này nãy cái cửa trước mình bước vô của cái phòng ở đây á là cái tủ đồ ha, cái cũ tủ đồ của cái master ở đây nha. Đó, cái đó là của một cái tủ thứ nhất thôi. Phía bên đây chú Trương thấy có thêm một số kệ tủ nữa. Thì đặc biệt cái cửa cái phòng master này có cái cửa đi ra cái lối hông của sân sau nha.
có cái cửa này mình đi access ra, thành ra có ai cho thuê cũng được, hay hoặc có khách cứa hay gì đó, mình có lối đi riêng, đóng này lại mình ở hai căn, hai phòng kia với phòng tắm, đúng không? Mình cho thuê cái căn này, tại cái này master có lối đi ra ngay đây đó. Chú Trương nói nè, có thêm kệ tủ cho cái phòng master, thêm tủ đồ nè đó, thêm tủ ở đây, tại kia bên kia nó có một cái tủ rồi, bên đây thêm cái tủ nữa. Và cái master bathroom ở đây thì nó có cái shower ở trong đây nhé. Để chú Trương mở đèn lên, tại nó hơi ồn thành ra đó, gọn bâng à. Nó cái phòng tắm đứng á, ha, quý vị thấy họ lót gạch men đồ sạch bóng, họ upgrade lại rồi ha. Cái dạng cũ thì họ gọn gàng như vậy ha, cái sàn thì cũng bằng gạch này đó, không đó, họ upgrade hoàn toàn. Có cửa sổ ở trong cái phòng tắm này. Rất là gọn gàng, xinh xắn. Rồi, mình vừa đi ra khỏi cái master bathroom á, thì ngay cái không gian chỗ mình vừa cái phòng tắm, tủ đồ nãy chú Trương nói đó, nó có thêm cái cửa. Thì cái cửa đây hồi nãy á, là nó đi ra cái kitchen luôn quý vị ha. Cái phòng nấu ăn á, cái nấu ăn với lại cái phòng giặt hồi nãy đó, nó ngay chỗ này nè. Quý vị nhớ không, hồi nãy mình chỗ này chú Trương nói là cái nhà bếp á, bên đây ha, cái cửa ở bên đây đó. Là bây giờ ở đây, sẵn ở đây mình đi ra luôn, thì đó là toàn bộ những gì mà chú Trương và Thông Trần muốn gửi đến cho quý vị thấy cái căn nhà chính, đúng không? Hết phòng rồi, ba phòng hết rồi. Thì bây giờ đó, cùng chú Trương và Thông Trần đi qua cái căn EDU ở bên hông. Nó không phải nằm, nó đằng sau, nhưng mà đằng sau bên hông, chứ không phải đằng sau bì hai của cái căn nhà chính đâu quý vị. Bên hông, phía bên mặt đường bên kia đó, nhớ không? Cái hình chữ L thì cái nhà chính bên đây, thì cái nhà này là cái EDU. Thì cùng chú Trương và Thông Trần đi phía ra ngoài, cái phía trước nha quý vị, để mình thấy được cái căn EDU nha. Và bây giờ chú Trương vừa rời khỏi cái căn nhà chính. Quý vị thấy cái bãi cỏ ở đây không? Là cái thuộc về cái căn nhà chính. Mặc dù cũng là cái nhà của mình đúng không? Cái không nha, cái diện tích của đất của mình, cái lót của mình hết. Nhưng mà ở đây là cái bãi cỏ. Qua tới đây là cái trai quê của cái EDU rồi. Thì trước tiên ngay đây, ngay đứng đây cái gara, hai chỗ đầu xe, thì gara này nó đi thác ra. Nó không có liên, giống như nó không access vô cái nhà chính, mà cũng không access vô cái EDU nữa quý vị. Nó nằm chính giữa. Ở đây có cái cổng đây nè. Cái cổng này quý vị có thể đi vô bên đây cũng được. Có nghĩa là giữa cái căn nhà chính với cái garage. Rồi quý vị thấy không, cái bức tường, cái cửa sổ phía dưới đó là cái EDU đúng không? Để chú Trương thấy một tí nữa, chú Trương sẽ đi quanh lại đây thì quý vị sẽ thấy. Giống như cái cửa này là chính giữa, mình có thể đi cái lối này. Hay hoặc là mình đi cái lối chính của cái EDU, thì chú Trương cho quý vị đi vô cái lối chính, để mình thấy cái giá trị của cái căn EDU. Nó có cái lối riêng biệt hết. Ở đây đậu xe không nói rồi, đúng không? Nãy chú Trương đã giới thiệu rồi. Đó, cái lối chính nè. Nếu như sau này mình về mình làm thêm cái cổng rào ở đây nữa là thôi, coi như là private luôn. Là riêng biệt, ở chủ bên đây ở khác, chủ bên kia ở khác, đúng không? Thấy không? Giờ đi vô cái đây, trong cái sân trước của cái EDU này nó quá rộng luôn. Quá, coi như là quá tuyệt vời luôn. Quý vị thấy có cái EDU nào mà mình có cái chai quê đậu xe quá trời lớn. Rồi vô đây có sân trước ngồi giống như đọc sách, uống cà phê, phơi nắng buổi sáng, hưởng thụ cái ánh, coi như là cái thời tiết ấm áp của miền Nam Cali nha quý vị ha. Thấy không? Họ tráng xi măng sạch sẽ hết rồi. Rồi rải rác vài cây hoa điểm đẹp, điểm tô điểm cho cái căn EDU này khá đẹp quý vị. Không có thể, chút Trương chưa thấy từ đó giờ, chưa thấy cái EDU nào tuyệt vời như cái này. Nó có cái sân như thế này. Mà trong khi đó cái đất thô đồ của hai căn nhà chỉ có gần 8.000 square feet thôi, mà chút Trương thấy rộng rãi dễ sợ. Đây, cái chỗ này là hồi nãy cái garage này quý vị nha. Đúng không? Đây. Thì cái đây là cái phía trước của cái căn EDU này. Nè, đúng không? Trước tiên đi vô cái căn EDU, cái đây là cái đường đi nè, đúng không? Cái đường đi để đi qua
ngay chỗ này là cái khúc hồi nãy chú Trương nói là quay thẳng vô, lúc mình đi cái cổng kia vô cũng được. Đây là cái căn nhà chính nè ha. Đây chú Trương đứng lại, giống như cái cổng sắt hồi nãy đó, chú Trương mở ra đó, ở đây là cái garage đúng không? Ở bên đây là cái căn nhà chính đó, căn nhà chính. Rồi cái phía kia là phía sau của căn nhà chính nha. Đây là cái phía sau của căn nhà chính nè. Đó, phía sau của căn nhà chính nè. Thấy không? Có cái cửa mình đẩy thùng rác hay mình làm gì, cái cửa cổng đó đó, đẩy thùng rác hay gì đi qua bên đó ha. Có nhà kho của căn nhà chính, cái sân ở đây. Còn ở đây máy lạnh của cái căn EDU nhá. Cái máy lạnh của căn EDU. Đó. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái căn nhà chính. Cái đi vô cái ngõ chính của căn EDU nha quý vị nha. Đấy. Mà quý vị nên nhớ một cái điểm đặc biệt nữa là cái EDU này xây 2023, thành ra có solar mà pay up rồi quý vị. Trời ơi sướng ghê chưa. Đó, có solar pay up. Mà cái điều quan trọng thứ hai nữa là ga điện nước đồng hồ đó riêng biệt hết, thành ra mình cho thuê cái này, tự họ trả ga điện nước gì tự họ trả ha. Mình không có bao, tại vì giống như một cái căn nhà house rồi. Đây, vừa bước vô là lót gạch hết rồi, travel tiles cái gạch ở này. Mà EDU sướng không, được double door. Nhà thích nhất có hai cửa đúng không? Nó sang rồi, cái cửa nhìn cái màu nâu nâu đỏ cũng rất là sang trọng nữa ha. Đó, cái EDU này được hai. Ok, double door đây, sướng quá luôn. Rồi bước vô trong nè. Đó. Và bây giờ chú Trương và Thông Trần vừa bước vô bên trong của cái căn EDU, là thấy là có cái sàn gạch nè ha. À, cái sàn gạch ngay chỗ nơi đây, cái bên tay phải của chú Trương đang đứng đó là cái bếp với là cái phòng khách, nó giống như nó open với nhau. Đây là cái diện tích của cái cửa chính nè, đúng không? Nãy mình bước vô, đúng không? Ngay đây. Thì đây, không gian chỗ này là cái diện tích của cái living room. Khá rộng rãi đúng không nè. Cái living room ngay đây nó open ra với cái kitchen, với cái island ở đây. Có cái store, ba ngồi đây ăn luôn. Tại cái EDU rồi nó, mình cũng chả cần một cái phòng ăn riêng biệt nữa, vừa làm phòng ăn ở đây luôn đúng không ha. Ngay nơi đây nè, quá tiện quý vị ha. Cái căn này giúp Trương thấy quá rộng luôn, 1.200 square feet mà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, kitchen mới toanh không. Cái mặt đá nè đẹp dễ sợ không. Cái gân nè màu trắng, cái gân vàng vàng gô gô xám xám, quá đẹp, quá tuyệt vời. Rồi ở đây kitchen coi tủ quá trời luôn quý vị, tủ nhiều lắm, cabinet quá trời luôn hả. Cái bếp này rộng rãi rồi, sao 1.200 mà sao nó rộng quá ha. Đó. Bếp mới hoàn toàn, 4 lò ga. Ở đây có cái sinh, cái đây là một cái single sinh nè. Đó, có cái này là sơ đồ, thấy không? Cái này nè, mình mở lên đóng lại cho nó sáng nè, đúng không? Cái sinh ở đây, quá tuyệt vời. Có reset light, đi mô đình xung quanh quá đẹp luôn. Phải không? Cái phòng này, cái nhà này trang trí quá đẹp. Đó, quý vị thấy chưa? Từng này có open house, thành ra là có đồ ăn, nước uống. Phục vụ người buyer đầy đủ hết. Ở đây đó không, họ give mình cái idea để mình làm nguyên cái bộ sectional hay bộ sofa gì để ở đây tiếp khách, đúng không? Tiếp khách khi mình vô ngay cái chỗ này. Thì bây giờ đó, xong cái diện tích của cái living room, kitchen rồi ha, thì mình đi vô cái chính là cái phòng thứ nhất. Ngay sau cái vách của cái kitchen đó, có cái lối đi vào đây. Chú Trương thấy cái phòng thứ nhất đây, quá đẹp luôn. Wow, trần cao lắm quý vị. Nhà này trần cao 9 feet nha. Trần cao 9 feet, có reset light hoàn toàn mới. Như chú Trương nói, ga điện nước riêng là thấy thoải mái rồi. Không sử dụng chung với ai hết nha. Có hệ thống máy lạnh mới toanh, có solar đồ hết ha. Đó, một cái phòng single, có cái tủ đồ, ôi cha, cái walking closet này rộng quý vị, rộng lắm. Đó, coi một cái phòng nhỏ thôi mà walking closet rộng rãi lắm.
thấy không? Quá rộng cho một cái phòng nhỏ nha, gia đình 4 người thôi, thôi mình cái người chủ nào mua thôi dọn qua cái ADU này ở, quý vị, nhà mới đẹp quá, đúng không? Cho mướn cái căn nhà chính kia có 3 phòng à. Nè, bây giờ quý vị thấy cái cửa này không? Đó, cái chi tiết của cái cửa này khá đẹp ha. À, chứ không phải cái cửa bình thường. À, họ làm cái dạng nè, detail, họ mua cái cửa, họ gắn vô nha. Mới đẹp rõ ràng ha. Một phòng đầu tiên. Đây, đối diện bên đó có thêm một cái phòng này. Cái này giống như một cái bonus room, thì Trúc Trương thấy không có cái tủ đồ. Thì nó là cái phòng thứ tư đó, quý vị muốn làm cái phòng con nít ở cũng được, hay phòng chơi hay office, như hiện tại họ trang trí là một cái phòng office nè. Nhưng mà nó là cái phòng thứ tư nhá. Ở đây, nếu như quý vị có em nhỏ thì cái phòng này là cho mấy em nhỏ ở, là được một đứa nhỏ ở. Rồi ok, mua thêm cái tủ đồ mình để lên. Còn nhà chỉ 3 người thôi, làm cái office đúng rồi ha, hay phòng chơi con nít. Đó, nhà tất cả phòng đều có reset light, có màn rất là đẹp, cửa sổ lớn nhé. Ở bên cái ADU này thì toàn bộ cái sàn nhà là Trúc Trương thấy lót gạch hết nha. Cái bên hướng này, bên hướng bếp với cái phòng khách đó là 2 phòng rồi quý vị. Giờ mình đi ngược qua, đi ngang qua lại cái phòng khách hướng bên đây á, hướng bên tay phải của cửa chính á, thì bắt đầu có thêm 2 phòng nữa. Thì trước tiên ngay đây thấy có cái full bathroom ở đây. À, khá ấy đây đó. Này nè quý vị, thấy không? Đó. Đó. Đèn đẹp. Đó, Trúc Trương thấy tại mở đèn, tại cái đèn này nó xài sensor, có người bóng người vô để Trúc Trương vô thì họ nó mới sáng lên. Thì đây ngay cái phòng tắm này nó cũng khá sâu, khá rộng rãi nè. Có double sink rất là đẹp luôn, cái mặt đá khóa countertop trắng tinh, tủ gỗ, tủ cũng trắng. Rồi cái kiến bây giờ Trúc Trương nói là nó có đèn ở trong đây, quý vị nhớ không? Rất là đẹp, mới tanh luôn á, còn chưa gỡ cái tem ra, tại họ sợ bị mẻ cái góc á. Chừng nào mình về mình khui cái tem này ra, mình ở nha. Chủ mới tanh nè, họ mới vừa xong cái căn ADU này, là bỏ lên thị trường bán. Ở đây, đó, cái phòng tắm đứng. Cái này hồi xưa là diện tích của... Cái đây là cái diện tích của một cái bồn tắm luôn, nhưng mà bây giờ không ai làm bồn tắm, thấy không? Liên áp mệt ở này thoải mái nè. Đó. Kéo ra, kéo vô đây nè. Cái cửa kính này nó dày lắm quý vị ha. Chúc Trương thích cái mấy cái phòng tắm nó xài cái gạch này biết không? Nó trơn, nó không dính gì hết á. Đó. Mình liên áp rất là dễ, có cửa sổ này mở ra cho nó thoáng nè. Đó, cái có cái vòi sen, quá lý tưởng. Trời, cái phòng này dễ thương, sạch sẽ. Cái màu này sáng sủa nè. Trần cao thoáng nha. Và cái phòng tắm cho guest đúng không? Ở ngoài cái hall quê đó. Kế bên cái phòng tắm đó thấy có thêm một cái phòng ngủ đây. Wow. Đó. Phòng đây, cái đây là cái tủ đồ nữa nè. Đó, ngay cái đây. Để nguyên cái giường lớn nè, phải không? Cái size này, cái size lớn, size queen đó. Đúng không? Cái size lớn mà cũng còn rộng rãi luôn. Ha. Đẹp quá. Nhà này Trúc Trương thấy giờ bán nhanh lắm nè nha quý vị nha, rất là nhanh. Thì ngay cái không gian ở đây quý vị thấy đi hết vòng ở đây. Như này Trúc Trương nói cái cửa đó là của cái phòng, cái closet đó, mà nhà này được cái phòng nào cũng có walking closet hết. Đây. Đó, cái sensor chỉ vô đứng có cái bóng thôi cho nó sáng lên nha. Đó, cái walking closet. Đó, nó cao, nó nhiều. Giờ mình gắn thêm mấy kệ trên nữa, cao quá. Thấy không? Nó còn cái chiều cao ở trên, nó gắn thêm vài kệ nữa. Là cái tủ đồ tha hồ mà xài. Ừ. Đúng không nè? Phòng nào cũng có cửa sổ sáng sủa. Reset lights. Đúng không? Sạch đẹp hết trơn rồi. Rồi, lý tưởng. Có 1.370.000 rồi. Mà được 2 căn nhà riêng biệt hết. Quá hấp dẫn. Đây. Đây có thêm cái tủ đồ gì đây nè. Đó. Thấy không? Có thêm tủ đồ. Đây nè đây. Thì bây giờ mình đi vô, nãy cái phòng thứ ba rồi, cái đây là cái phòng cuối cùng, là chắc chắn đó là cái master rồi, đúng không? Đây cái master.
để king size, thì muốn lớn hơn thì để king size vẫn còn có chỗ. Đúng không? Mời đây. Ngay chỗ này. Chúc Trương đứng ngay đây nè. Đúng không? Bên cái góc này. Đúng không? Ở đây một cái bathroom, master bathroom ở trong đây. Nó cũng giống như ở ngoài cái phòng guest ở ngoài á. Ngay cái hallway bathroom á, nó bằng cái size. Ngay đây nè. Quý vị thấy ở đây. Như hồi nãy ở ngoài cái bathroom ngoài hallway thì nó được cái double sink, thì ở đây trong đây cái master nó gọn hơn, nó chừng một cái sink thôi. Nhưng mà cái phòng tắm thì cái diện tích nó bằng nhau, cái chỗ shower nó bằng nhau. Nha quý vị ha. Diện tích của cái shower nó bằng nhau. Ở đây. Có cửa sổ đó, họ cũng lót gạch ở đây nè. Sạch sẽ. Nha. Yeah. Thì ngay bên góc này á, cái cửa này là ấy nè. Bên đây á, là cái walk-in closet của cái master nha. Đó. Rồi cái đặc điểm thêm nữa của cái căn phòng này là nó có cái sliding door này. Tại vì cái mạng để đây chút chừng không có muốn đụng kéo lên cái màn ta, nhưng mà ở đây có sliding door để đi ra sân sau ha. Cái phòng master này có cái cửa sliding door cũng đặc biệt cho cái căn phòng này. Ha, đi ra phía sân sau mà bên hông á thì bây giờ bốn phòng ngủ hết của cái ADU rồi, đúng không? Bây giờ á thấy thì cái có thể chút Trương sẽ thắc mắc là nãy giờ mình đi vòng hết cái căn ADU này à, rồi mình không có thấy máy giặt máy sấy của cái ADU này ở đâu. Nhưng mà chút thấy hồi nãy mình đi ra cái nhà chính á, đúng không? Có thể ngay chỗ này, đúng không? Cái tủ đồ ngay chỗ này có thể nếu như sau này á mình muốn á, mình gắn cái hệ thống máy giặt máy sấy ở đây cũng được, đúng không? Để cái tủ này chi là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nếu như trong thời gian hay hoặc mình chưa có làm cái hệ thống máy giặt máy sấy của cái căn ADU, mình có thể dùng chung với cái căn nhà chính, tại vì nó không có, có cái phòng giặt đồ á, nó không có chung cái căn nhà chính á, nó không có chung với để chút Trương mở nó ra đây. Đây cửa mới quá rít cửa mới rít mà kéo hoài không ra. Từ bây giờ không có máy giặt máy sấy thì mình đi qua đây mình giặt, quý vị. Đi qua cái nhà chính nè. Để chút Trương nhớ cái ngõ bên đây. Bên đây nè là cái kitchen, rồi phòng giặt gì ở đây nè. Đó, chút Trương nhớ mà. Đó, đúng không? Tại vì cái phòng này nhiều khi nó chỉ là máy giặt máy sấy, thì nếu như ở trong nhà đó thì người ta làm cái cửa. Nếu cái nhà chính, nếu không muốn ấy ra vô thì người ta làm cái cửa, tại đây có cái cửa này quý vị, cái cửa đóng lại để riêng biệt, còn cái khi nào người ta cần người ta dùng máy giặt máy sấy, còn đây người ta vẫn mở cửa cho cái người kia người ta vô giặt sấy chung nha. Đó, cái đây là của cái căn nhà chính, đúng không nè, cũng tiện quá ha. Đây bây giờ á mình đi lại phía sau, hồi nãy mình đã đi cái sân trước của cái ADU rồi. Ở phía sau thì nó cũng còn có một tí thôi, nhưng mà để mình coi coi. Đó. Nó đúng code của CD thì nó phải trừ ra cái lối đi, cái access để khi có emergency ha. Đây, cùng chút Trương thông trần đi ở đây. Quý vị thấy không? Cái đồng hồ điện. Cái này là có thể của cái căn nhà chính nè, cái căn này cái ADU, đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ mình đi ở đây. Có cái hệ thống cái water nè, stainless water heater, còn cái đây là cái solar nè. Đó, cái đây là hệ thống nước nè, đúng không? Tại mình không có thấy nãy water heater mà không thấy, đúng không? Thì ở đây nó gắn vào đây, còn cái đây là cái solar đó.
cái solar đó. Đây. Rồi mình đi dài ra đây. Phải có cái đường access đó quý vị thấy không? Đi dài qua đây để mình qua cái bên hông cái đây phía sau của cái EDU. Ha. Đây. Đây là có cái thùng rác của cái EDU riêng luôn thấy không? Mới tanh à, mới. Đây, bên hông của cái EDU này còn rộng rãi quá trời. Không? Cái người ở này sau này họ trồng rau ở đây được. Trồng rau. Rau sạch đó quý vị ha. À, rau sạch đây. Do đó mình lại trở lại cái sân trước của cái EDU đúng không nè. Đó chút chút nó dẫn đi vòng hết. Nó rất là dễ hiểu không không? Nó gọn gàng mà sao cái sân trước này ghê luôn á. Cái EDU mà có cái sân trước quá lý tưởng luôn. Wow. Sạch sẽ dễ sợ chứ chưa lâu ngờ mà cái diện tích nhà cái lót chưa tới 8.000, gần 8.000 thôi mà sao được hai căn nhà mà đều có sân, đều có trai quê rộng rãi đúng không? Lý tưởng lắm. Bây giờ á quý vị thấy không? Cái ở đây á con nít nó chơi ở đây sướng lắm không? Như chú Trương nói làm cái cổng rào đi. Nếu như mà mình làm cái cổng rào là cái trong sân thì nó rai vịt lắm đúng không? Trời ơi, tha hồ đãi tiệc EDU mà có tiệc mời khách tới nữa mới ghê. Đúng không? Cái sân quá lý tưởng à. Đó là tất cả những gì mà Trúc Trương và Thông Trần vừa gửi đến quý vị chi tiết về cái căn listing tại thành phố Garden Road. Giá bán là 1.370.000 quý vị. Tổng cộng là có 2 căn, 1 căn nhà chính là khoảng gần 1.200 square feet, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, hoàn toàn upgrade rồi, đẹp lắm quý vị. Và cái căn EDU kế bên hông tại cái khu căn này là căn Corner Lot nha quý vị ha. Là cũng 1.200 square feet mà có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm nha quý vị, xây năm 2023 và mới tanh hoàn toàn, rất là đẹp luôn. Thì quý vị có nhu cầu cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần tại 714-717-3691 để mau mau đi xem cái căn này. Trúc thấy bán rất là nhanh luôn, ở một căn cho thuê một căn. Và cái ngay ở căn nhà này nằm ở cái khu mà ngay đường West, đường số 9 với lại đường Chapman, mà quý vị biết là chạy xuống khu Lý Đô Sài Gòn chỉ có 10 phút 15 phút thôi, đường trong không có xa đâu quý vị nha. Riêng biệt ga điện nước, đồng hồ ga điện nước ha, có solar pay up cho cái căn EDU rồi. Thành ra quý vị không lo là cho người ta mướn, người ta tự lo ga điện nước của người ta, mình không cần bao nữa. Có lối đi riêng, có garage, có driveway để đậu xe cho cái garage. Cái garage là tại vì hôm nay không có cái chìa khóa cho mở cửa vô, nhưng mà cái garage theo như mà Trúc nhìn thấy thì có thể là một cái chun nhờ EDU cũng được ha quý vị ha. Thì rất là potential cho cái căn nhà này, nhanh lắm, cứ liên lạc với Trúc Trương để đi xem căn nhà. Thì chúng tôi là Real Estate Broker làm việc 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Chúng tôi làm việc 24/24, 7 ngày một tuần, đặc biệt là list nhà với cái giá rất là phải chăng. Gọi một người mà cả hai người phục vụ quý vị, là quý vị được double service rồi đúng không? Cứ liên lạc với chúng tôi và nhớ là xem những cái listing này, có comment gì cứ cho chúng tôi biết bên dưới nha. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn.